phía lớn lớn nướng hồi chủ về đó là ba lon là hồi mấy cái lầu chứ lớn nướng nguyên con ký khung cháu ơi nó đẹp mù nó chặt cái khung khung kia cái này là phía lớn tao chuẩn bị đầy đủ hết chứ quả thông minh luôn u cái này chảy rồi đây chảy nhá điều liền à đặt chân ra đặt chân lên cái dao này cũng cùng quá buổi sáu tao bay cho mình. Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc TV của mình. Hôm nay xin mời anh em cùng theo anh em chào chúng tôi đi chơi đi câu cá nha các bạn. Các bạn xem video thì ủng hộ anh em chú cháu chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ anh em chú cháu chúng tôi nhé. Cây luôn phải bay cho đi với ê ha mà chờ cùng hiền đúng không ta minh cái bánh tù lạnh này mà nghe bút lạnh nó tiền này thằng nó đó vừa hợp có anh em ơi, đây là mấy anh em đang đi cắm câu đấy anh em ạ. Tôi hái ít rau dấn đây vì nó nấu với tôm ăn đấy các bạn. Rau rất non rất ngon luôn các bạn ạ. Rau này mà nộm ăn thì khỏi phải nói luôn. Đây các bạn. Đây các bạn này rau dấn đây. Vùng này rất nhiều rau luôn các bạn. Đúng không mẹ xem con mảnh. Đúng mà là cả bản thân được phình cái mà chẳng hay nó chỉ một thùng như thế. Thank you.
sống luôn này. Hắn lấy cái lá ổi á, bóp ăn luôn. Nhai rắc rắc rắc. Lớn ăn capia luôn. Thì là mình đi đòi bỏ được lấy cái lá rất là ổi rồi. Đi được. Pia, pia lớn. Lớn nướng hơi chủ về đó là lớn. Ba lon là hối mày cái lầu chứ. Lớn nướng nguyên con. Hè, ký khung. Chê con tao ơi, nó đẹp mồ. Nó tắt cái khung khung. Pia. Cái này là pia lớn. Tao chuẩn bị đầy đủ hề, mi với chanh với ớt hề. Sinh viên này đi không không? Ôi sinh viên hay đi kiểu nếu có. Mồ mồ hôi nhà anh đi xuống chứ. Điều liền à. Cắt chân ra, cắt chân lên. Cái dao này cũng cùn quá rồi. Bữa sáu nữa, tao bay cho Mỹ thì này. Mỹ đưa Lâm đi làm cái sinh tồn 2 tháng. Thôi thôi. Không kiểu lừa nữa, không kiểu lừa nữa. Vinh. Đó, đứa thích lừa. Đứa thích lừa nữa. Đứa đứa vật, mà đứa cái thánh lừa nữa nè. Đó, đó. Không, đéo cái lừa. Chịu cây chân đuôi gà vẫn được. Tháo đi, thịt tao ăn tháo. Mô đem đưa cái đùi gà vô nướng. Để cái mô cho chín bỏ ra phết. Đi anh làm mà. Thằng mà đẩy cháo. Ôi trời. Cháy rồi mà nó cắt cái gì hả? Kéo. Kéo. Cắt cắt. Cắt được ta. Cái này nhét lá chanh mới cho nó chân thơm này. Ừ. Thế là quên mất là còn mấy cái chanh. Nó để nó sóc. Rồi. Giờ mình hỏi nhà. Anh Thùy làm cho ai? Để mình có đủ đâu. Anh đang ở nhà thì vẫn làm đi tiếp anh Lâm. Thầy cá này. Thầy cá to đấy. Thầy cá. Cũng đã đi đuổi cá anh hiểu. Cháu bọn đi đuổi cá. Mình làm cái này, không thì sô cô ra. Đó còn một lon nó sao thằng Thanh này đây. Đấy, nhiều lon mà. 5 lon. Thế thì cháu tâm lịch sử thì vậy bách. Ăn cái đồ có nào. Lâu lâu làm người lịch sử là đất thấm thùm. Hay là thấm thùm à. Bây giờ muốn mổ cũng không mổ được nhiều mà hạt teo này thôi. Mùi thấm thùm của biển lươn chứ. Đồ ngon lắm. Ngon lắm. Đó. Đó. Lươn. Ăn như là thằng ơi. Đây, mà nhá, mời tất cả anh em nhá. Mời nhá. Mời nhá. Mời nhá. Mời nhá. Cái này là uống bên mô đấy. Mô không đánh mồm mà được. Say rồi. Chẳng lắm. Đó là có trong đồ rượu cho. Chẳng gì, chẳng ăn. Gì á. Cái này là chưa được mai mà. Cái này là chỉ mô. Nhúng lên, nhúng lên. Chín cơ mà, chín mà. Bỏ lên đây, bỏ lên trên tờ tê. Trời đi. Ngài chứ mít mà. Lầy chứ mít. Tự nhiên mít làm. Mời tất cả anh em này. Cá tuổi mày được ăn đâu. Mời tất cả anh em này. Cái này có tôm tôi này để ra đây. Hôi được. Được vai con tôm mua. 16 được tôm rồi bỏ đấy này. Đúng rồi. Tao lấy cho em. Anh Lâm rồi. Còn 16 đừng cấn á. Ăn sống. Được con to rồi. Ồ, lấy mua ra cấn á. Không kích có đó. Lấy mua cấn chẳng được. Bả một lường được. Nhưng mà đừng có lạnh trở lại như đi ăn. Không kích cho được. Bả một lường được. Bỏ được. Nói chung được chụp tất cả anh em. Ăn thịt gà nhá. 16 thì quyết định em sống tôm bữa. Tôm thì ăn sống được. Càng ngon. Có cái chi lau tay. Hết rồi đó. Thật ngon được đó. Thế thế nào anh ơi? Bên mạnh hình. Có lẽ cái này đó ít thôi bố. Lào có lẽ tiến à. Càng nam đó càng hoàng nó phải lót. Em không tung đi. Cả rưỡng nhiều đó. Ăn phiền lươn này. Còn một cái cân ý mới bay ra đi. Đó. Chỗ hoái kiểu. Cực thịt à. Cũng nhiều đúng không? Cũng nhiều đúng không? Anh em biểu phao câu thì phải hết rượu chứ không hồi anh em lại tránh cho ạ. Phun thì đằng bùng hết cơ mà. Chúng ta đây. Đây là ông Tám đi từ đầu năm đến... Ui, toàn xốp cho thịt nữa. Thật chưa rõ. Có người thích cảnh, có người thích cầu này, có thích mê này. Nó kiểu đục thật con gan được là thích. Thôi hiền mô. Còn nhiều lắm. Cầu cái mê nhiều lắm. Cái gì đó bao giờ lần mới mà. Này. Đồng ơi, ăn ăn pìa cá đi anh Đồng ơi. Cá này thì ăn pìa ngon thật đó. Cá rô mà, Tao thì ăn pìa. Này, ăn pìa nhá. À, gọi cho thằng Hoài đi ra cho tên. Thằng Hoài bỏ rượu rồi. Cái này mới là pìa cá này. Tao vừa nhắn tin cho em cái chiều nữa là tao bỏ rượu rồi. Tao không uống nữa. Ngon.
nào giờ thì chỉ tí được mỗi nhất mẹ em hỏi nó rồi em hỏi cái lượng giờ trời nó lành đi lại có món ăn đó hỏi đúng anh ấy lành nhưng mà chủ quên lành cái bà hỏi anh em không có mình nghĩ cừu chứ mình nghĩ cừu kỳ thứ là này tao về cái chỗ được lành cảm lắm nhưng mà là kỳ thứ này riêng cái ông kỳ thứ đâu phải nghĩ cừu cái chỗ mỗi mặt thịt trâu là ăn là phải đỏ đỏ đi này phải đi bắt đòi tới cắt ra khăn nặng đấy chứ có tí thôi mình đưa về mình mốt tiêu đấy mà đưa về được co tí được co lại cái đi mấy cái đi mấy cũng có biết miếng này phải mất 8 rưỡi của mỹ đó họ bán thịt 18 đó anh ạ thằng bán thịt 18 châu này bơ 18 19 nó có mấy đúng nhỏ nhỏ thôi tú mà được 2 mấy ấy được có 1 tỷ đúng ạ 2 mấy thịt trâu bữa tết là bán thịt 18 2 mấy chứ được có 1 tỷ thịt trâu là thịt 28 thịt 28 2 mấy họ bán thịt 28 thịt 28 Hồi lý bán này, hồi lý bán thôi. Hồi lý bán là hai con mới đó. Thằng là video hai thằng. Thằng xưa anh chấm hai thằng rồi nhưng mà hai anh em. Cầm con dao đi không lấy cái gì cả. Cái dao thì lửa để chúng mình lửa chết mẹ.